Chào tất cả anh em từ miền Nam ra miền Bắc. Thì hiện tại hôm nay là ngày 20 tháng 10, shop đồ câu của mình muốn gửi đến anh em một lô máy ngang và máy đứng, máy câu lục, câu biển và những dòng máy lure rê. Lần này mình giới thiệu đến anh em là 14 con máy. Anh em tham khảo thích con nào thì cứ liên hệ đặt hàng của shop mình qua số điện thoại 0976 977 106. Mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền. Đầu tiên bên tay trái mình con máy thứ nhất là một con Shimano cọc ti dông Metanium XT. Con này hàng nội địa Nhật, Made in Japan này. Cọc ti dông. Hình thức thì rất là đẹp nha anh em. Mướt đẹp, spot 7 màu ha. Còn bao máy zin. Thì con máy này có giá là 2 triệu, số 1. Số 2 là một con Dewa Kiss Dream Kiss. Kiss này thì rất là mượt, cho anh em câu rê ha. Dewa Kiss này có giá là 1 triệu 9 con kit này ha anh em. Giá là 1 triệu 9, số 2 kit 2500. Cho anh em câu lóc, câu chẽm ha. Kế tiếp máy số 3 vẫn là một con Dewa Kiss Dream 2500 Made in Thái Lan. Con này xuất sắc. Vẫn là giá là 1 triệu 9 luôn nha anh em. Số 3 vẫn là giá 1 triệu 9 luôn nha. Đây mấy con máy con sót lại mình sale cho anh em chơi. Giá là 1 triệu 9. Kiss rất là mượt ha. Thì cái mức giá này anh em hiện tại bây giờ chỉ mua được máy Malaysia thôi, không có máy nào khác hết. Tầm 1 triệu mấy đến 2 triệu quay đầu máy rê, chỉ có máy Malaysia hoặc là những cái dòng Daiwa của China thôi. Đảm bảo một điều là không thể nào bằng kit Thái Lan này được so với cái độ mượt. Kế tiếp, máy số 4 là một con Dewa Kiss Thái Lan 2500. Con này còn keng hết, rất là đẹp. Con này có giá là 2 triệu 3. Kế tiếp là máy số 4, số 5 chứ. Con máy số 5 này là một con Shimano. Shimano Sofia BB C3000SHG Malaysia. Thì con này là đời cao. Để mình xem coi nó có đóng trong nồi không. ABS 53 ha, còn cái miếng băng này luôn nè. Là anh em biết con máy ít sử dụng mà. Con này nó không dập sản xuất bao nhiêu ấy. Con này mình nghĩ chắc là cũng phải 20 22 24 gì đó nè. Con này đề cao. Này hôm nay mình sale với giá là 2 triệu rưỡi cho anh em. Số 5 là 2 triệu rưỡi nha. Số 6 là một con Shimano Sofia C3000S. Con này dòng C4 nha anh em. C4 nội địa Nhật ha. Thì hôm nay mình sale con máy này mới giá là 2 triệu 9.
C3000S 2 triệu 9 cái này. Rất là mướt. C4 tua nhanh ha. Tiếp máy số 7 là một con Daiwa ES9000, thì con này nó xây tương đương nó cũng phải tầm 14.000 ấy. Savan nội địa Nhật này. Em có thể thấy hình thức của nó ha. Cầm rất ok. Con này có giá là 900k. Xe 14.000 anh em. EX cốt trợ lực ha. Carbon cốt trợ lực, máy Japan Nhật. Kế tiếp con số 8 là một con Daiwa Spotlight XT5000 Ratio 1.4.7. Cái con này có xây tương đương tầm 8-9.000 Japan. Đó, anh em có thể thấy độ mượt của nó ha. Con này size nó phải là 8-9.000. Mượt. Mượt nha anh em. Thì con này có giá là 800k. Xe 8.000-9.000 ha, giá 800k, máy Nhật. Hình thức còn khá ok. Mượt mà anh em. Spotlight XT5. Kế tiếp con số 9 là vẫn là một con Daiwa Spotlight XT5 Ratio 147. Thì con này size vẫn tương đương là 8.000, giá vẫn là 800k luôn. Đồng giá giống như con kia. Hoạt động ngon lành ha. Máy đều còn bao máy hết nha anh em. Số 10 là một con Daiwa Milumax 8.000. Con này xước chốc sơn xấu ha. Con này có giá là 700k cho anh em nào lấy, size tương đương 12.000. Không quan trọng ngoại hình lấy con này nha anh em, 700k Milumax. Con này thì cái độ trâu bò anh em cũng biết rồi. Chuyên cho anh em câu biển, câu bông lao ấy. Japan nội địa Nhật, cốt trợ lực nha anh em. Bánh chớn cốt trợ lực ha. Thì cái máy này, cái phá đảo chiều nó bị cứng. Nó bị cứng mình chưa có vệ sinh được. Anh em nào lấy về vệ sinh hay như nào. Hiện tại giờ nó khóa chiều nha anh em. Để câu bình thường ha. Đây nó đang khóa chiều đây. Cái khóa này nó bị cứng quá, mình quật ra không được. Máy hoạt động ngon lành. 700k nha anh em. Kế tiếp số 11 là một con máy câu lục Barusup. Barusup này Japan, nội địa Nhật. Thì con này có xuất sắc. Hoạt động rất là mượt. Có xuất sắc nhưng mà hoạt động rất mượt anh em. Đặc biệt là cái lô nó không một cái xước luôn ha, cái lô rất là mới. Em khỏi sợ là ga cước nó bị xước. Đây rất là mới luôn. Trên đầu rất là mới nè. Họ câu họ không kỹ anh em, họ làm xước nè. Xước ha. Nó hoạt động còn ngon lành lắm. Con này anh em nào lấy mình để với giá là 2.9 triệu. Con này như mình đưa đi mình lấy tiền vận chuyển lại à.
Bro súp mà giá 2 triệu 9 là anh em biết rồi. Là mướt. Con này thì tiếp 5, lô 5 nha anh em. Cho anh em đánh dù, đánh cước đều ok. Sa bờ đầu cần, bay tuner đầu hết ha. ABS bay tuner đầu. Bro súp Japan, size tương đương nó tầm 14.000, 12 đến 14.000 anh em. Giá 2 triệu 9 ha. Số 12 là một con Daiwa Emblem 5000T. Con máy này hình thức thì nó còn khá là ok, hình thức khá là đẹp. Con Daiwa này nó tương đương size tầm 12.000 cho anh em câu lục ha. Rộng ngon lành hết. Con này có giá là 1 triệu tư nha anh em. Emblem này có giá là 1 triệu tư ha. Máy còn khá là ok. 1 triệu tư. Giá bình dân cho anh em câu lục. Lấy gạt còn ngon lành ha. Kế tiếp là con máy số 13. Shimano Bowero thì Bowero này nó có tiếp 2 cho anh em đến dù. Dù nó đùi dù zin ở bên Nhật luôn nha anh em. Anh em để dù này đánh luôn cũng được nữa. Con này thì lô nó là lô kim loại, hình thức nó còn cũng khá là ok. Nó đẹp hơn con Bro Sub lúc nãy. Đấy anh em có thể thấy ha. Thức chuẩn ok hơn Bowero Japan nè. Con này chỉ bị tróc sơn ở đây tí thôi. Cái này anh em nào muốn về đẹp sơn dặm lại. Đít nó cũng rất là đẹp. Đây. Body đây anh em mới thấy ha. Con này xước ít. Bay tuner đầu ABS. Đủ tiêu chí cho anh em đánh lục ha, đánh đầu cần, đánh dù ấy, xa bờ, hoặc anh em nào đánh xa bờ. Con này thì có giá là 3 triệu 2, Bowero, 3 triệu 2 nha anh em. Đó là một. Đấy, em thấy cái đầu mực của nó ha. Cuối cùng là một con Ryobi 4570. Thì con này nó là hàng nội địa Nhật. Đây anh em thấy Ryobi ha, nó cũng lô nông cho nên câu lục. Con này là mô bin sống ha. Hiện tại mình đã độ thành mô bin sống rồi nè. Cho anh em câu lục thoải mái. Mô bin sống. Ok ha. Thì con này mình bán với giá là 700k. Anh chơi. Okay. 700k nha anh em. Thì anh em thích con nào cứ liên hệ đặt hàng với shop mình ha. Mình ship hàng tận nhà cho anh em, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền. Chào toàn thể anh em.